Trên đời này ai cũng có lấy một ước mơ và mong muốn thực hiện tốt ước mơ của riêng mình. Tôi đam mê nhiếp ảnh, tôi luôn muốn bản thân mình phát triển hơn để trở thành một nhà nhiếp ảnh chân chính. Với tôi, khó khăn về thời gian và hoàn cảnh cũng không thể làm tôi chùn bước, mà tôi lấy đó làm bàn đạp để đứng lên và bước tiếp đến những thành công. Có được tinh thần như thế, tất cả là nhờ vào cha tôi, người đã cho tôi rất nhiều những bài học khắc ghi trong lòng. Nhưng đó là khi tôi thành công, còn về quá khứ thì... Dạ anh hai ơi, hôm nay tên mình có lịch chụp ở 3 điểm á anh, quận 5, quận 7, quận Tân Bình. Rõ đơn sách chưa? Dạ em đã xếp rồi, em nói với thằng Long với Hiển đi từ hôm qua. Mấy cái show đám cưới này nè, nó cũng có nhiều thứ lắm. Cho nên là anh em cứ xong em chuẩn bị đi nha. Mình thì chuẩn bị ít, nhưng mà gia đình này đã chuẩn bị nhiều. Dạ còn cái quận Tân Bình thì anh Chiến vừa đi khi nãy. Thì cũng được, ủa em còn số quận 5 sao em? Là chụp hai cô mẫu đẹp lắm, anh em mình cố gắng chụp theo cái tâm. Hả? Là sao? Anh chưa hiểu ý lắm. Biết đâu xong chương này hai anh em mình có gợi luôn rồi sao? Anh cũng có 27 rồi, già rồi, em cũng 23, ấy cũng lâu lắm rồi. À, em làm cái gì cũng phải có tâm của mình vô trong cái vấn đề đó. Mình làm sản phẩm mình giao cho khách hàng, không phải đặt cái tâm mình vào để mình giao cho người ta, ok hết. Còn cái vấn đề mà người ta có thích mình hay không á, là do cái thái độ của mình được việc nữa. Từ đó mới tiếp nói sau này, chị sẽ quay nói tới. Dạ thôi, hai anh em mình đi thôi, hẹn hai em 10 giờ. Hả? 10 giờ hả? 10 giờ, bây giờ là 8 giờ. Ủa? Hôm nay là ngày... Chứ đợi mà em có cái việc mà anh quên mất. Sau này em giúp anh nha. Ủa? Anh nói gì có gì quan trọng hả anh? Cái việc này anh em lại bị quên mất ngày. Thôi em con ráng giúp anh show này nha. Rồi có gì đi cứ đi khách hàng đi, có gì khó khăn cứ gọi cho anh. Dạ, vậy để em chuẩn bị rồi này, em đi luôn nha. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, ngồi trong gió ngó ra phố. Đường về quê thấy ôi hoa toàn là hoa, một năm mới đang về. Thấy vui trong lòng giáng xuân mơ mộng, cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Nhớ đêm giao thừa mẹ dắt con đi chùa, cầu chúc năm nay nhà mình an vui. Cha tôi là một người bán chông chống gió. Con người ông có đôi lúc thì mềm mại như cánh chông chống, nhưng lại có những lúc thì khô khan như thanh tre làm giá đỡ. Học hành thì không lo, suốt ngày chỉ lo phá phách. Đây là đồ cha bán, chứ không phải đồ để chơi. Quán ức gì mà nhìn cha? Hả? Và cha tôi cũng là một người nóng tính. Mày chụp hình cho con bò tao đẹp lắm không? Chụp cho mấy tao vào tắm coi chơi ai. Có hình ở Facebook đồ. Mà quên, cha nó không có tiền cái xe cùi nữa mà nói chi mà mua. Nói gì vậy? Mày muốn gì? Tao thích tao làm. Mày hả mày? Bỏ mày.
mới gọi cho nhanh. Cơm ra. Ừ. Vậy có gà ngon lắm nha. Mấy ảnh đó, khi nào cha mua cho con vậy? Còn cái xe đạp của mình nữa nè. Nó hư bữa giờ, con không biết nó bị cái chuyện đạp hoài không được. Thôi xin sớm cho con đi học nha. Chuyện đó cứ từ từ đi con. Con cứ lo học hành trước. Để cha bắn chóng chóng. Có tiền người cha sửa xe cho con. Ha. Con đợi cha sửa xe lâu lắm. Con đi học. Phải là con mới đi đâu. Đi suốt mấy năm nay rồi. Còn có mấy ảnh đó. Là cái niềm đam mê của con, mơ của con sau này. Đó là con có sinh cha cái gì đâu. Giờ con mới sinh cha cái này à. Đó là những ước mơ của con. Có ước mơ thế là tốt đó con. Nhưng bây giờ cha chưa có tiền. Con cứ việc sáng dậy sớm một tí rồi đến trường sớm ha. Cha xuống miệng tính hoài. Con có thấy cái gì đâu. Ngày xưa có mẹ á, mẹ đâu có để con vậy đâu. Vậy chứ người ai ra cho mày? Cha con ra cho con ra cho con. Con đi kiếm gì đây? Minh! Con! Minh! Xin con ra đặt tên con hạnh phúc vô biên khi làm cha con, dành cho niềm tin, dành cho ước mơ, dành cả đời cha để yêu con. Dạy con đi rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai, mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, vui đùa cảm bẫy cuốn con theo. Bao lần làm cha thì thâu đêm tìm con, giành lại con yêu thương. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường. Niềm vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời. Dù cho nhiều sóng gió, dù cho là gian khó, dù cho cuộc sống đưa con đi nơi nào, tình cha là mãi mãi. Rồi sau này con lớn, rồi sẽ làm cha như cha yêu con. Dạy con đi, rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai, mong con lớn khôn, mong cuộc sống. Bởi là tháng mình làm một vụ đây tụi bay, để tao kêu nó ra coi. Em ơi, đợi chút. Đi chơi, tưởng ai, ra đây thằng nhà quê, nghe đâu hôm trước cãi nhau với cha nó rồi chốn đây là một vụ à. Mày biết đây đồ hẹo không? Mày có tiền lên nổi không? Mày đi đâu? Kêu mày đi ra đây. Rồi. Nghe tao gọi
Ba mày không có nằm nhà kìa. Ngó lên trời, trời cao không có. Sao mày về trễ vậy? Xin lỗi con trai, cha là một ông cha tồi. Cha xin lỗi con vì đã không hiểu con, đã không để ý đến ước mơ của con. Lẽ ra, cha nên dành thời gian để quan tâm đến con, dành cho con những lời khen ngợi, thay vì những lời quát mắng. Cha vô tâm quá phải không con? Cha xin lỗi vì đã không đủ khả năng nuôi con bằng những người khác. Có lẽ, nếu con may mắn hơn, được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, thì con sẽ không phải chịu những thiệt thòi như thế. Cha không mềm mỏng, cha không tinh tế, khiến con gần xa cách cha. Những ngày con không ở nhà là những ngày cha dằn vặt chính mình. Bây giờ con đang ở đâu? Sao không chịu về nhà? Ăn uống thế nào? Cha nhớ con lắm. Đây là số tiền cha dành dụm được cho con. Con hãy giữ lấy để mua chiếc máy ảnh như con hằng mong muốn và thực hiện tốt ước mơ của mình nhé. Cha xin lỗi con. Cha cũng chỉ là một người cha tồi. Ai trong chúng ta cũng có một người cha thật vĩ đại. Con là món quà quý giá nhất của cuộc đời cha. Thậm chí cha luôn khắt khe với chúng ta qua từng lời nói. Nhưng đừng vội cho rằng cha làm vậy là không thương mình, không trân trọng mình. Hãy dành ra vài phút để suy ngẫm lại mọi thứ bạn đang có. Bạn sẽ nhận ra rằng cha là người luôn lặng lẽ cố gắng cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Xin chào mọi người. Em là Phan Huỳnh. Thị Tài. Em là Đăng Chí. Học phần thì không lo. Chưa. Xuống cả chi lo phá phách. Đây là đồ cha bán, không phải đồ để chơi. Bạn có gì mà nhìn cha hả? Run. Run. Sao hư thế? Hư thế con hả? Không, cắt đi. Chạy trước về cho mày. Cha không lo cho con tự lo cho con. Bà lô đâu? Sao mày về? Má nó hết thở, nó hết thở. Đúng là con trai của ta. Chốt đầu tiên.